Vâng, xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối nha. Mình đang có mặt tại trung tâm thành phố biển Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Vị trí mình đang đứng ở đây là tại cái quảng trường Nguyễn Tất Thành, cái nơi mà tối nay người dân tập trung ở đây rất đông, bởi vì cái khu biểu tượng linh vật năm nay đã cơ bản là hoàn thành, mới dỡ ra chiều nay. Thì bây giờ dòng người hiếu kỳ đến đây rất đông. Đấy. Và cái cảnh quan tại cái khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành này, cũng như trên cái con đường Nguyễn Tất Thành đi xuyên qua quảng trường với cái tượng đài Nguyễn Sinh Sắc Nguyễn Tất Thành phía bên kia, dòng người đi qua lại là liên tục quá đông luôn. Rồi sau đây mình sẽ review cái khu linh vật năm nay, năm Giáp Thìn, xem là rồng Bình Định đẹp cỡ nào nha. Rồi giờ mình đi đến khu vực đó đây. Quy Nhơn, Bình Định. Phía đằng trước, cái phía đằng trước này thì đính hoa rất là nhiều, rất đẹp. Cái dòng chữ là Quy Nhơn, Bình Định. Đây, trước này đính hoa rất nhiều, hoa rất đẹp. Mình đi dần vào bên trong nha, đi dần vào bên trong. Ôi, dòng người đổ vào đây ngày một đông nha, bởi vì đêm nay là đêm đầu tiên được chiêm ngưỡng cái khu biểu tượng linh vật Giáp Thìn rồng. Và trước đây là có hai chú Doraemon, hai chú đây bà Doraemon đúng không, là chú gì đây, đâu phải rồng. Rồi mình vào bên trong. Đây, vào khu chính đây. Quá đông luôn. Đây là khu chính. Rồi, khu biểu tượng chính đây. Rồng thì ở phía sau lưng. Tác phẩm rồng rất to, rất đẹp. Rồi phía trước là hình ảnh của một đôi nhân vật truyền thuyết được đi vào lịch sử, đó là Lạc Long Quân và Âu Cơ. Đây là tượng của Lạc Long Quân và Âu Cơ đây. Lạc Long Quân và Âu Cơ để trong 50 lên rừng, 50 xuống biển. Rất đẹp. Anh ra đâu.
sản của Bình Định, đó là bí đao khổng lồ. Kia là cái trồng cái ché không cần uống người đồng bào. Của chú anh chị các bạn thấy không, dòng người mỗi ngày mỗi đông tiến về khu biểu tượng linh vật năm Giáp Thìn 2024. Rất nhiều người đến đây chụp ảnh đó.
lòng xương phun xương, quá đẹp luôn.